gì? Là tại sao chị phải sửa tiền đó? Dạ kìa thì phải em không biết. Đúng rồi, mỗi bạn có một cái sở thích riêng mà. Gia Kiệt có thích uống trà sữa không? Thích luôn hả? Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Chiều tối hôm nay em đang đứng tại địa chỉ 21 Đông Bách, phường Tân Chánh Hiệp, như cô chú anh chị và các bạn, quận 12. Thì hôm nay ghé lại địa điểm bánh xèo của Nhí, cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn mình khỏe, thành công trong cuộc sống. Xem video nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em. Cái thời gian bán từ thời gian bán của cháu đó cô chú anh chị và các bạn là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 30k một cái nghe cô chú anh chị và các bạn. Đó, 30k một cái. Thấy chưa, ông nội kêu bán cái bánh xèo 100.000 là tự phục vụ, ly cà phê sữa tới 50 luôn. Dạ. Bánh xèo này là cho phục vụ ai không? Chưa. Chưa đủ hả? Đủ rồi, đủ rồi. Ủa, hai bé nó có chưa không chị Nghi? Hai bé đó. À, không giá đậu xanh hả? Còn cái này hả? Được. Số điện thoại đặt hàng đó là 0986804347. Dạ. Vô trong luôn anh chị hả? Có bàn hả? Nhanh lắm, có bánh xèo nhiều. Vô là có chạy xe vô trong luôn. Vô là có ăn liền luôn, không phải chờ như cái nha. Vô là có bánh xèo luôn. Đây bán không giá không nhiều nè. Không giá không đủ xong nè, đây là không giá không đủ xong đây. Đây là củi rồi con, thấy củi rồi. Ủa con nội mấy cục bỏ qua. Đâu có, của bên kia mà. Bên kia. Ba cái mang về. Rau ba cái mang về em gái ơi. Giòn. Ở chiên không rất là giòn. Ba cái mang về. Ba cái này không giá không đồng. Đây là con dâu. Thím ba. Bánh xèo nhà hàng ngàn sao. Đứng đây là ngắm sao. Né đúng không? Bánh xèo né. Thêm hai. Con gái làm cũng nhanh tay rồi con gái. Quá nhanh luôn. Kêu phát là có bánh xèo liền. Mấy cái giữa đúng không? Ba người hả? Mình nói đút cái củi vô mà. Ba người là sáu cái đó, đúng rồi, đúng không? Hả? Để vô đóng. Ông bà mua mang gì? Hai cái mang gì? Hai cái mang về. Chạy đi nè, chạy lên lại đi nè. Đúng không con? Ba người phải ít nhất là cũng phải sáu cái đúng không? Anh sáu cái khỏi là từ cơm, còn anh mà ba cái là phải ăn từ cơm. Dạ.
Mịt rau hai cái nha em gái. Dạ, đây là số điện thoại nè cô chú, anh chị và các bạn. Đây, đây là số điện thoại nè. Đặt hàng. Hai cái mang về kia nè em gái. Tôi cho khách đi vô. Tiếng luôn hả? À, tiếng máy luôn hả? Dạ. Anh ấy bị hồn cô đảo hả? Anh nhỏ bữa. Ủa bữa đó. À, em không biết. Ồn cô chui ông ấy không? Bị cô đảo quá hả? Tôi chui ông lên trúng như này nè. Tôi nhỏ này quay được bao nhiêu? Tại vì bữa đây trên cả dùng 2-3 phần thường. Mà chúng ta thích thì giải quyết cái đó là tranh cãi giữa các bạn ông hai con hay bạn con đầu với chú cái chị giao tôm này chị có thể thấy cái gì đó thấy chưa người ta có view không thì đó ông cảnh cãi nó có view tôi nghĩ nãy quên điện thoại nó có rút nó bị. Dạ, địa chỉ của chúng ta đó là 21 Đông Bắc nha cô chú, anh chị và các bạn, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đó, gần ngay chỗ QTC. Đi giao trong đó hết 4 chảo luôn. Rồi chạy qua chạy lại. Trường không được, chạy tới. Hôm bữa kẹt chạy 5 chảo luôn. Chơi nó chạy vòng vòng đó. Mấy cái anh? Một cái mang gì? Một cái rơi mang về. Mang gì ơi. Đi nguyên đại gia đình luôn nè, các cô chú đi nguyên đại gia đình luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con. Quá trời luôn, 10 cái, 20 cái có luôn. 50 cái hả? À, ăn đây vô trong nhà luôn, vô nhà luôn. Một bàn cỡ 20 người không vậy? 50 người có luôn. Dạ. Nguyên đoàn khách. Ông nội đang thể hiện làm bốn chảo kìa. Bốn chảo hả? Chảo này không máy nữa. Ê, đi vô trong con. Bà nội ra ra làm nè, cắt cắt rồi ở nước rồi. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.